À, xin chào các tất cả các cô giáo và các bậc phụ huynh và các bạn. Sau đây con xin giới thiệu phần sổ tay nhạc cụ cho con tự làm. Có tên là Nguyễn Minh Phong. Ở Đằng Lâm và thành phố Hải Phòng. Con xin giới thiệu phần sổ tay nhạc cụ. Đây là phông nền do con tự thiết kế, và khi con bấm vào nút này, đây có tên là nút chuyển trang. Khi con bấm vào thì nó sẽ chuyển sang trang thứ hai. Trang thứ hai con sử dụng cũng là sổ tay nhạc cụ. Con chỉ thay đổi màu và các loại đồ dùng. Khi con bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra chữ ở dưới và kêu. Còn đây là cái trống, con bấm vào nó cũng tương tự với cái kèn. Còn đây cũng là một nút chuyển trang, và trang này con để cho hai nút chuyển trang để ai muốn xem lại người thực hiện. Chúng ta có thể quay lại trang trước để xem ạ. Còn đây là trang thứ hai, nó cũng giống như trang trước, con chỉ thay đổi màu thôi. Trang tiếp theo cũng như hệt. Trang này con cho dùng cái đàn và một cái trống lẫy ạ. Còn bên trang này con dùng sử dụng một cái đàn guitar và một cái kèn saxophone. Còn đây là trang cuối, con đã thực hiện và nó là không cần một cái nút. Và khi con bấm vào lá cờ, nó sẽ quay trở về trang đầu tiên và mình sẽ xem được những cái tiếp theo sau. Còn nếu mình chưa muốn mở ở trang cuối thì khi đến phông nền màu xanh lá này, mình sẽ quay lại trang đầu. Còn đây là các câu lệnh của con. Con tạo các nhân vật này này ở trong thư viện ảnh. Còn riêng hai nút chuyển trang này con dùng vào kích thước vẽ. Còn phông nền con dùng vào phông nền. Con đã chọn cái này để tạo ra phông nền blue sky. Sau đó con đã tận dụng mấy cái này rồi bắt đầu chuyển màu và thay đổi hình dạng của những cái chữ này ạ. Đổi màu, còn khi mình muốn đổi màu mình sẽ bấm vào đây mà chọn kiểu màu mình thích. Mình bấm vào trong cái đổ này là mình có thể đổi được màu theo ý ý của mình. Còn đây là phông nền cuối, nhưng cái chưa tất cả các phông nền con đều bấm vào biểu tượng này. Khi chúng ta ở đây, chúng ta có thể có mọi thứ. Và đây là bắt câu lệnh, bắt đầu từ cái kèn. Con đã dùng phông câu lệnh khi phông nền chuyển thành blue sky 21 thì nó sẽ ẩn, và hai kênh này cũng tương tự, con chỉ thay đổi ở chỗ này. Khi con bấm vào nó sẽ hiện các cái này cho mình chọn. Còn cái này con sử dụng mấy cái này từ rất nhiều loại chữ ẩn hiện này con, và khối hiển thị nó sẽ có hai cái này để lấy ra. Còn âm thanh thì con vào phần âm thanh. Còn những cái đoạn một giây này, hay là khi phông nền chuyển thành còn còn và khi bấm vào nhân vật này nữa, con dùng là sự kiện và điều khiển. Và đây cái này cũng tương tự, con chỉ thay đổi lại thôi. Con đã hoàn thành bài thuyết trình ạ. Con xin cảm ơn tất cả những người đã theo dõi bài thuyết trình của con. Dạ, cảm ơn Minh Phong. À, Minh Phong ơi, mình thuyết trình xong thì con để chia sẻ lại màn hình nhé, để các bạn khác nhận xét cho bài của mình nhé. Con chia sẻ lại bài đi.
Rồi các bạn trong lớp thì chúng ta có nhận xét gì cho phần thuyết trình của bạn Minh Phong không? Các bạn có thể nhận xét về bài hay là về kỹ năng thuyết trình của bạn cũng được. Nào bạn nào, các bạn bạn nào có nhận xét thì các bạn có thể mở miệng giơ tay nhé. Cô sẽ mời các bạn nhận xét bài cho bạn. Cô cũng rất là khuyến khích mình có thể nhận xét góp ý để bài của bạn sẽ được hoàn thiện hơn. Cô mời, nếu mà không bạn ở đây thì cô sẽ mời các bạn nha. À Bảo An nào, cô hỏi Bảo An có nhận xét gì cho bài của bạn con? Con thấy bài của bạn có cái nút chỉnh trang hơi to, còn mấy cái nhạc cụ thì con thấy nó hơi bé. Con nghĩ là bạn nên chỉnh lại cái nút chuyển trang và bé hơn và cho cái nhạc cụ to hơn. Rồi, ok, cô cảm ơn bạn là Bảo An. À, Trường An có nhận xét gì cho bài của bạn Trường An? Con thưa cô là bạn đã làm tốt về phần làm việc rồi, nhưng khi thuyết trình bạn vẫn còn hơi vấp vướng á. Rồi còn gì nữa không con? Không. Rồi ok, cô sẽ mời thêm một bạn nữa nhé, để một bạn thử nhận xét cho bài của bạn. Cô mời Thái Thiện nào. Thái Thiện có nhận xét gì cho bài của bạn không Thái Thiện? Cô là cái chữ của nó chưa đẹp cô. Ừ, chữ chưa được đẹp. Thế là bạn cần căn chỉnh hơn một chút nữa đúng không? Ừ, rồi ok, cô cảm ơn bạn là Thái Thiện. Rồi cô sẽ có một số nhận xét cho bài thuyết trình của bạn là Minh Phong. À, thứ nhất này, đối với phần sản phẩm thì cô thấy là sản phẩm của bạn cũng khá là sáng tạo. Bạn áp dụng cũng khá là tốt cái phần kiến thức vào trong bài. Ngoài ra thì bạn cũng có sáng tạo thêm phần âm thanh này và các cái hình ảnh nhạc cụ của bạn cũng khá là thiết kế cái hình đấy cho cái phần hình ảnh khá là cân đối. Tuy nhiên là hai cái nút giống như bạn vừa nhận xét đấy, nó là con để cái hình nó hơi hai cái nút chuyển trang ấy nó hơi to đúng không, cho nên là nó cũng hơi nhìn nó hơi bị chiếm cái phần diện tích của các cái hình ảnh âm nhạc, thì mình có thể chỉnh cân chỉnh lại một chút về cái hình hai cái nút. Thì bài của mình nó sẽ, nhìn nó sẽ được cân đối hơn bởi vì hai cái nút này nó hơi to đó. Còn đối với cái phần kỹ năng thuyết trình thì cô thấy là về cơ bản kỹ năng thuyết trình của Minh Phong cũng tương đối là tốt. Nói thì cũng khá là to, tự tin, đầy đủ được các bước thuyết trình và giới thiệu cũng khá là chi tiết về các cái chức năng sản phẩm cũng như là cái cách để con làm bài. Ví dụ như là những cái hình ảnh này thì con tự thiết kế hay là cái hình ảnh này thì con lấy ở đâu, con lập trình như thế nào. Đấy, cái phần này thì bạn làm cũng khá là tốt. Thì cô hy vọng là ở những sản phẩm sau thì Minh Phong sẽ cố gắng phát huy cái kỹ năng thuyết trình của mình cũng như là cái khả năng sáng tạo trong bài của con nhé. Rồi, ok, cô cảm ơn bạn là Minh Phong. Đó là phần thuyết trình của bạn Minh Phong.